Trong khuôn khổ sự kiện Hyundai Experience Day sắp diễn ra từ hôm nay 16 tháng 12 năm 2023, Hyundai thành công hé lộ sẽ ra mắt mẫu SUV Venue đô thị hoàn toàn mới. Nhiều khả năng, mẫu xe ra mắt tại Hyundai Experience Day từ ngày 16 đến 17 tháng 12 năm 2023 chính là Hyundai Venue 2024 mới. Xe cũng đang được bán tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe SUV giá rẻ Hyundai Venue sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, đi cùng một màu nội thất và 6 tùy chọn màu ngoại thất là trắng, đen, đỏ, bạc, xám kim loại và xanh dương. Xe sở hữu chiều dài rộng cao lần lượt là 1770mm, 4040mm, 1590mm và chiều dài cơ sở 2520mm. Với kích thước này, xe được định vị ở phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ, cạnh tranh cùng Kia Sonet và Toyota Raize. Bổ sung thêm Venue, giải sản phẩm xe gầm cao của hãng Hyundai, tại Việt Nam sẽ đa dạng hơn và trải dài khắp các phân khúc, từ cỡ A cho đến cỡ E. Ra mắt tại Việt Nam, Venue sẽ được trang bị một số tính năng nổi bật như đèn pha LED, la răng kích thước 16 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm 8 inch, cảm biến áp suất lốp và hệ thống 6 túi khí. Chưa rõ khi về Việt Nam, Hyundai Venue sẽ được trang bị động cơ gì. Tại các thị trường khác, xe sẽ có các tùy chọn như động cơ xăng 1.2 lít, 1.6 lít, tăng áp 1.0 lít và động cơ dầu 1.5 lít. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, 6 cấp hoặc là tự động 7 cấp ly hợp kép. Về trang bị an toàn, dự kiến xe sẽ có 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và đèn chiếu xa tự động. Nhiều khả năng Venue sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, giống như hầu hết các mẫu xe của Hyundai. Hiện thông tin chi tiết về xe cũng như giá xe Hyundai Venue 2024 tại Việt Nam vẫn chưa được hãng tiết lộ. Tại thị trường Philippines, Hyundai Venue có giá bán dao động từ 439 đến 472 triệu đồng. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, giá xe dao động từ 429 đến 538 triệu đồng.